Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì hàng em lại lên cho các bác những dòng phẩm mà các bác quan tâm. Đó là những mẫu quạt Nhật tự điệu và cũng là những dòng phẩm mà vừa mới cập bến tại cửa hàng. Cũng như là những bác mà đang theo dõi kênh thường xuyên thì các bác sẽ nắm rất rõ và biết rất chi tiết, cũng như là đa phần là những chiếc quạt mà mới về và những sản phẩm mà gần như là thiếu thùng xốp, cũng như là những cái hàng mà gang sắt để các bác lựa chọn. Thì em vẫn luôn luôn mang đến cho các bác những cái mẫu mã đẹp, hình thức đẹp và những chiếc quạt mang tính chất sưu tầm cao để các bác lựa chọn cho mình nhé. Thì hôm nay có cả một chiếc quạt la chạm tắt, một chiếc quạt la chạm tắt rất là mới, và một chiếc Sanier Vua. Một chiếc Sanier Vua là một chiếc quạt treo tường gang sắt, cùng với một chiếc Sanier Vua, một chiếc Sanier 6 số. Đấy, dòng 6 số và có cả đèn. Đấy, có cả đèn hiện giờ, đèn ngủ hiện giờ, cùng với một chiếc Mitsu cánh rêu. Chiếc này rất là led. Các bác yêu thích những cái đẹp như là la chạm tắt. La chạm tắt cũng rất là mới nhá. Đấy. Chiếc đầu tiên em giới thiệu các bác, đây là một chiếc Sanier Vua. Đời của chiếc này là gần như là nó là đời đầu của dòng treo tường các bác nhá. Chiếc này mới khét lẹp và cảm giác các bác có thể cảm giác chạm vào đứt tay luôn. Lồng mà mới khét lẹp luôn, đứt tay luôn, nụ gồ vàng cháy. Các bác nhìn cái lồng mạ em quay rất lép luôn này, các bác thấy mới khét luôn, chưa từng gặp. Đấy, em thì luôn luôn là em sẽ tuyển những chiếc quạt mà thực sự là đẹp, chậm một chút cũng được, nhưng mà nó cứ phải mới để các bác lựa chọn. Các bác lao nhìn cũng thấy cũng thích luôn, mới không có một tì vết nào luôn. Chiếc này thì là một trong những dòng treo tường hiếm hoi nhé. Chiếc này là cánh xoắn nhé các bác nhé, đời cánh xoắn ốc thủng nhé. Đời này thì nó là đời VIP rồi, cánh rất mới, cánh của nó gần như mới, cũng gần như mới cứng luôn. Đời cánh xoắn ốc thủng này, đời này nó là gang sắt toàn bộ, hai đồng hồ các bác nhé. Các bác nhìn led như soli luôn này. Đấy. Trước này thì là có đồng hồ hẹn giờ này. Đấy, đồng hồ hẹn giờ, còn đây là trên này là đồng hồ ấy, là đồng hồ này là số này, đồng hồ số kim vàng tuần lệ này. Đấy. Các bác nhớ là một trong những cái dòng gang sắt đẹp và gần như là VIP. Số giật cũng có, số giật hai dây số giật luôn, có cả giật cáp ấy. Với những chiếc gang sắt đẹp như này, thực sự luôn các bác, là để kiếm tìm nó là cũng là cả một quá trình, cũng như là mình muốn săn nó cũng không phải đơn giản một chút nào luôn. Bồ sắt thì nói thật sự các bác là hiếm vô cùng rồi. Các bác chỉ thường gặp là được những chiếc bầu nhựa thôi, còn bầu sắt thì thân sắt có, nhưng bầu nhựa, nhưng bầu sắt thì gần như không có luôn, hiếm luôn. Này, các bác nhìn đây là thân nhá, thân của nó trắng nõn luôn, dây của nó mới tinh, các bác nhìn nhá. Đây, chưa mấy khi mà còn chiếc nào mà dây vẫn mới tinh như này, xanh ngắt luôn, cả dây nguồn, cả dây ấy luôn, các bác nhá. Cái này là hiếm vô cùng luôn. Đây, thân đế sắt mới đét luôn. Đấy. Thân đế sắt mới đét luôn. Bầu sắt các bác nhá. Đây là bầu sắt này. Đấy, bầu sắt. Nên là những cái dòng này ấy, thực sự luôn các bác, là nó là một cái trong dòng quạt rất là hiếm. Đấy. Các bác thường gặp thì các bác, em mới nói rồi, các bác chỉ gặp được một là thân nhựa, hai nữa là thân sắt bầu nhựa, còn đâu bầu sắt thì các bác gần như không bao giờ có. Đấy. Một năm
thì may ra em mới có được một chiếc, chứ đừng không phải nói là lúc nào cũng có được, mà cũng không phải ai cũng có được. Những chiếc như vậy là cũng không phải là dễ, các bác nhá. Tem tiếc là vẫn còn nguyên này, tem xoay cho các bác này, các bác nhìn chiếc này này, đời này mà nó như này, bầu sắt mà nó vẫn còn Z motor, vẫn led căng này, Z motor này, các bác nhìn nhá, đỏ chót luôn. Chiếc này thì quá là VIP, một chiếc treo tường VIP như này thì ai mà chả thích, muốn sở hữu nó. Gang sắt toàn bộ, mặt số led đanh luôn, lồng mạ mới cứng. Cái dòng cánh xoắn ốc thủng này, cánh xoắn ốc thủng này là nó hiếm, nó không như là những chiếc cánh xoắn thường nhé. Đấy, chiếc này là cánh 30 thôi, nhưng mà nó là một trong những dòng quạt VIP các bạn, treo tường VIP đẹp vô cùng luôn. Chiếc này hiếm lắm các bác, những bác chơi quạt thì không lạ gì đâu. Các bác thường thấy rồi, em nói rồi là các bác không gặp được những chiếc đẹp như thế này bao giờ đâu. Chiếc này là mã số của nó là 82 và có giá là 6,5 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Chậm thì hẹn các bác ở những video clip sau, và cũng có thể là sau sau và các bác là phải săn tìm thôi. Đấy. Tiếp theo thì một chiếc Mitsu gang sắt nữa. Đây là những cái dòng quạt xuất sắc. Xuất sắc các bác nhá. Thân bầu gang sắt hết nhá. Nó là một trong những dòng xuất sắc luôn các bác. Bầu đấy, bầu sắt. Em sẽ đặt lên đây để cho các bác xem nhé. Chiếc này là chiếc cánh rêu. Cánh mới cứng cựa luôn. Cánh của nó mới khét lẹt luôn. Chọn được các bác nhìn. Một chiếc cánh rêu mới đứt tay luôn. Sờ vào có thể các bác cảm giác, cảm nhận những cái chóp nó mới đến mức độ có thể đứt tay luôn. Bác nhìn cái cánh rêu của nó đẹp như này. Chiếc này nó thuộc hệ là một trong những chiếc quạt Mitsu đẹp, gió êm, gió rất là êm nhé các bác nhé. Thứ nhất là cánh này là mới này, cánh mới khét luôn, khét lẹt luôn. Cánh nó mới khét lẹt luôn. Nhớ những dòng quạt đẹp này. Thứ hai nữa, cái đời quạt này là đời nó cũng ra là đời gần như đời đầu, nên là VIP. Thứ nhất là phần ốp là mạ chrome này, mạ lốc này, sáng choang này. Đấy. Thân cột đẹp nhá. Hai nữa là cái dòng này nó có một cái hộp số rất là tuyệt vời luôn. Đây, hộp số này. Đây là các bác nhìn nhá. Nó phím của nó là bọc meca này, phím nhỏ bọc meca. Nó đời đầu. Đời đầu thì nó thường là những cái dòng phím nhỏ. Đồng hồ hẹn giờ. Cái nút này là lên xuống của chiếc quạt này. Đấy, lưng cao thấp chiếc quạt này. Đấy. Bên này là đồng hồ cáp này. Đấy. Đồng hồ cáp là điều chỉnh góc quay này. Và tay quay thu dây này. Các bác nhá. Mẫu quạt này là một trong những mẫu quạt Mitsu cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Cánh rêu. Đấy. Cánh thường đã đắt rồi chứ đừng có nói là cánh rêu. Cánh rêu đó thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn cánh thường nhiều. Và cũng như là các bác nhìn chiếc quạt nó đẹp, hình thức nó đẹp ấy. Nó khác, dây của nó, cổ của nó trắng nõn này. Các bác nhìn này, đời này thì là dây cổ trắng nõn luôn. Các bác nhìn nha, trắng nõn luôn. Đấy. Thân bầu thì gang sắt toàn bộ. Đấy. Hình thức cũng như là từ dây dợ. Nói chung là chiếc này thì là nguyên bản. Nói chung là đời gang sắt, nhưng mà nó được cái là nó vẫn còn nguyên bản và độ đẹp. Gang sắt đẹp. Các bác ơi. Nó chỉ có một vài cái điểm hơi sứt nhẹ thôi, theo thời gian, hoặc là xuống nhẹ theo thời gian thôi. Còn chiếc này thì đúng là nó để vào độ êm của nó thì gần như là số 1, nó gần như là đẳng cấp. Cánh rêu đẹp. Thực sự luôn là cái mẫu quạt này thì em cũng đã bán rất là nhiều rồi. Và các bác nhìn cái hình thức của nó, vì là những cái dòng quạt này nó rất là đẹp, nên là cái dáng rồi là cánh thiếp của nó, màu sắc thân sắt rất là yêu thích với những bác thích sưu tầm cái đẹp.
Mã số trước này là 81 và có giá là 6,2 triệu đồng. Mà nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Để giá thì em đã báo rất là công khai và báo rất rõ ràng các bác để các bác lựa chọn. Vì là những cái chiếc quạt đẹp như này thì thực sự luôn là em cũng chỉ báo với cái giá hợp lý cho các bác thôi, chứ còn không có một cái gì là ấy cả. Vì là các bác cũng có thể tham khảo được. Vì những cái mẫu cánh rêu thân sắt đẹp này, cánh 30 và cao của nó khoảng 85 cm. Đấy, mã số 81 và có giá là 6,2 triệu đồng nhá. Bác nào mà yêu thích cái đẹp thì alo cho em nhé. Các bác về các bác trưng bày và các bác chơi thì cũng là muôn thuở rồi. Thì về hình thức thì những chiếc quạt bao giờ cũng mang cái mẫu đẹp nhất để đem đến cho các bác rồi. Tiếp theo thì chiếc Sanyo, chiếc này thì thiếu thùng xốp các bạn, mới thiếu thùng xốp luôn, nói luôn các bác là mới thiếu thùng xốp, mới ngất ngây luôn, đứt hết cả, sờ vào cẩn thận là đứt tay luôn nhé các bác nhé, mới khét luôn đấy. Em nói luôn là một chiếc Sanyo cũng là cái dòng cánh xoắn này. Đấy, đời này không phải ốc thùng thì khăng sắt mới có ốc thùng thôi, nó là cánh xoắn này, xoắn mới này, lồng mới cứng cựa luôn. Trước này em đã nói rồi là nó thiếu thùng xốp nên là cái độ mới của nó thì đúng là không thể chê đó. Những cái bác mà yêu thích cái đẹp đấy, nhìn thấy đã muốn bê nó về rồi. Nhưng mới này hiếm lắm các bạn, chỉ có những người mà tham gia đấu giá hoặc là săn liên tục thì may ra mới gặp được những chiếc mới như thế này. Các bác nhìn nó mới khét luôn, mới khét lẹt luôn, lồng mạ mới khét luôn, mới có thể là cảm giác là sờ đứt tay luôn, lồng trong của nó đây. Nhưng chiếc quạt thì gần như người ta bỏ quên, người ta không sử dụng luôn, mà nó đúng là thiếu thùng xốp luôn. Nhiều chiếc thùng xốp tôi nói luôn là bóc ra thì bên trong này rồi là những cái lồng này vẫn là còn bị cơ, vì người ta cũng có thể sử dụng rồi cơ. Đây các bác nhìn thấy cánh mới cứng này, cánh mới khét lẹt luôn, cánh xoắn mới nha. Đấy, mới khép luôn. Những chiếc mà nó mới như thế thì nó thực sự luôn các bác này, là về các bác sử dụng tướng luôn. Và hôm nay em toàn là chiếc đẹp thôi. Đấy, chỉ có sợ là các bác không sở hữu được hết thôi. Đấy, chờ cánh 30 cao 90 ốp áp mới đứt tay luôn. Nhìn mới đứt tay luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì các bác lại thích những chiếc mới như này cơ. Đấy, rất nhiều bác muốn sở hữu chiếc mới cảm giác là sờ đứt tay luôn như này. Đấy, bác nhìn nào. Bác nào cũng thích những chiếc mới như vậy. Các bác nhìn từ những cái phím, dàn phím này, như người ta chưa sờ tay vào luôn. Có nghĩa là các bác hình dung là như người ta chưa sờ tay vào. Đấy. Đồng hồ thì nó sẽ có đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ. Ui, mới có nghĩa là cảm giác các bác hình dung là nó mới khép luôn. Đấy. Mặt tại 3D này, mặt 3D này. Đấy. Và những cái chiếc mà các bác cảm giác của nó thì đúng là chưa từng gặp. Các bác gần như là các bác chỉ thấy à, những cái chiếc mà người ta là mới như này là các bác ít gặp lắm, bởi vì là không có đâu mà những chiếc mới như này nữa. Vì thực sự luôn là các bác muốn có nó thì là gần như là các bác phải mua được hàng trưng bày, hàng đấu giá thì các bác mới có những chiếc mới như vậy. Vì mới người ta không bao giờ người ta thải ra ngoài để cho mình mua tự do được. Đấy, luôn là như vậy. Đây các bác nhìn nhé, từng chi tiết mà em xoay là các bác thừa biết là nó mới từng góc cạnh, từng chi tiết như thế nào. Đấy, cứ những chiếc như thế này thì nói thực sự với các bác là ai cũng thích, chứ không nói gì đến đấy cả, ai cũng thích luôn, ai cũng muốn sở hữu nó luôn. Đấy. Thân thiết đấy.
các bác nhìn. Những chiếc này là nó cũng ra đời ngoài năm 60 đấy các bác ạ. Nó tầm khoảng 65, 67 đấy. Nó cũng không phải là ấy đâu. Nó cũng tầm mấy chục năm tuổi rồi. Nhưng mà nó, người quan trọng nhất là người ta giữ được ấy. Đấy, người ta giữ được thì nó mới có cái độ mới đẹp như đến ngày hôm nay. Chứ còn nếu mà bình thường những chiếc như này là cũng không có khi, không có mấy cái chiếc còn được có độ mới như vậy đâu các bác ạ. Mới cứng cựa như này không phải dễ dàng mà nó là có được như vậy. Đấy, các bác thường thấy những chiếc như này thì đa phần những chiếc thì nó chỉ có giá tầm khoảng 3 triệu mấy thôi. Đấy, 3 triệu 6, 3 triệu 7 gì đấy thôi. Đấy, lôm la là như vậy thôi. Nhưng mà những chiếc mới thì các bác biết thừa rồi. Những chiếc mới nó có thể đắt gấp đôi tiền cũng không có để mà mua. Đấy, như tầm như những chiếc như mới như này, khét lẹt như này. Các bác nhé. Các bác nhìn nó bầu nó còn mới cứng cựa như này. Cho đến từ thân cột nó trắng lõn, mặt 3D mới nét căng luôn. Xoay các bác những chiếc mới như này để các bác biết được là những chiếc quạt mà như thế này thì nó hiếm vô cùng luôn. Đời 6 số này em cắm điện cho các bác xem luôn nhé. Thì chiếc này nó sẽ có đèn ngủ này các bác này. Đây cái phím bằng màu xanh này là đèn ngủ này. Thì cái đèn ngủ này thì nó sẽ có tác dụng như sau. Khi các bác sử dụng nó thì các bác bật cái đèn ngủ này về ban đêm này để nó thay như mình sử dụng một cái đèn ngủ này. Còn khi các bác muốn để nó mà quạt nó chạy thì các bác phải các bác phải bật hẹn giờ lên nhé. Đây là cái gọi là đèn ngủ hẹn giờ. Nó khác với những chiếc gọi là số ngủ, đèn ngủ. Các bác hình dung nó phải như vậy. Không, rất nhiều bác không hiểu là vì sao mà khi bật cái đèn ngủ lên mà bật số đã không chạy. Thì em giải thích luôn để các bác hiểu này. Và chắc chắn không ai giải thích cho các bác. Vì em biết thừa là các bác rất nhiều bác cũng sẽ bị bỡ ngỡ khi ban đầu mình sử dụng cái đèn, cái quạt 6 số này. Thứ nhất là nó sẽ có một cái đèn ngủ này. Cái đèn ngủ này thì là nếu như các bác không sử dụng thì các bác bật lên thì nó chỉ sáng một đèn thôi. Còn khi các bác muốn sử dụng số và theo số mà mình đang sử dụng thì các bác nên nhớ là các bác phải lên hẹn giờ, thời gian là bao nhiêu, hoặc là các bác cứ bật hẹn giờ thì tự dưng cái đèn này nó sẽ sáng. Đèn giờ này nó sẽ là gọi là đèn ngủ. Đấy, đèn ngủ hẹn giờ các bác nhé. Đấy, để cho nó nói thế cho nó các bác hiểu nó dễ. Còn tất cả các bác sử dụng các số thì nó vẫn cái đèn nó vẫn sáng bình thường các bác nhá. Đấy, còn khi các bác không sử dụng thì các bác tắt đi thôi, nó đơn giản thôi, cái đấy không nói gì. Riêng cái đời này thì nó có số ngủ này. Đấy, số ngủ rất là ok nhá, êm đét luôn. Đấy, số ngủ của nó rất là êm luôn, rất thích luôn. Đấy, còn tắt các bác tắt đi thì còn hẹn giờ thì các bác nên nhớ là đấy là những cái mà mình đơn giản mà thao tác mà rất nhiều người không hiểu thôi, thì em đã giải thích rất rõ rồi các bác biết. Đấy, những cái đời này gọi là đời số rất đẹp đúng không nhá. Chiếc này là mã số của nó là 83 và có giá là 5 triệu đồng. Bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Thực sự luôn, cái mẫu quạt mới như này thì nói thật các bác là các bác còn rất lâu nữa thì các bác mới có được những chiếc như thế này và sở hữu những chiếc mới như này. Đấy các bác nhá, những chiếc mới như này là nó rất là hiếm, chứ không phải là lúc nào muốn có là có được đâu. Đấy, các bác. Đấy, tiếp theo thì mẫu quạt mới này thì nói thật là em lúc nào cũng muốn săn về cho các bác để các bác lựa chọn để chơi, để ngắm. Và tiếp theo đây là một trong những cái mẫu quạt chạm tắp mới khét lẹt luôn. Mới khét lẹt luôn các bạn. Để em sẽ đặt lên cho các bác để các bác xem cho nó dễ nhé. Chân thân vững chãi vì những cái dòng chạm tắp này ấy, là gió của nó rất là mạnh. Nên là mình sẽ cho các bác thấy. Thứ nhất là bầu mới tinh. Đấy, bầu mới này. Lồng mạ là mới cứng cựa. Lồng mạ là những cái chiếc lồng mạ này là mới từ trong ra ngoài nhé các bác nhé. Nó mới từ trước đến sau luôn. Là rất là hiếm luôn. Cái lồng mạ này là gần như là mới tinh luôn. Đấy. Và chiếc này thì đúng là xuất sắc rồi.
độ đẹp nó là gần như là quá là chất rồi. Đấy. Thân này, rồi đến mặt 3D này, đề mặt 3D này, xanh ngắt này. Đấy, phím số này, các bác nhìn nét căng luôn nhé, em sẽ quay chi tiết từng chi tiết một để các bác nhìn rõ nhé. Số này là bọc nhôm này. Chiếc này thì em cũng sẽ cắm điện luôn, cắm điện và cho các bác xem luôn nhé, thử để tí em thử luôn. Đấy. Các bác nhìn 3D này, đây là tất cả của nó là mới kính quang luôn, không một tì vết và không có một vết xước nào ở một trên cái mặt lốc này, không có một vết xước nào luôn nhé. Đây độ bóng rất là 3D luôn, 3D các bác nhìn rất ảo luôn nhỉ. Lên nhưng không có một vết xước mà bằng cái đầu kim nào ở trên cái mặt lốc này. Đấy. Đó là nó là hệ đẳng cấp rồi. Các bác thường biết rồi, những cái này rất dễ có thể là va chạm hoặc lọ kia, nhưng mà đúng các bác biết là vì sao là người ta giữ tốt như thế và đẹp như thế thì các bác phải hiểu rồi. Và đồng hồ của nó đây, các bác nhìn hệ đồng hồ mặt đề BK nhé, đây là cái BK này. Đấy, bằng BK luôn. Và có đồng hồ cáp và đồng hồ hẹn giờ. Đây là đồng hồ cáp mới kính quang luôn. Các bác nhìn nó mới này. Đây, độ mới của nó đây. Thực sự luôn là các bác không mới thì không thể nói là mới được, mà nó mới thì mới nói được mới các bác nhé. Vì là nói gì thì nói, hàng nó là hàng chuẩn chỉ, hàng đấu giá đẹp thì các bác thừa biết rồi. Đây là một trong những dòng la trọng tắt đẹp, xuất sắc. Mặt này là mặt 3D, cũng đều 3D hết. Đấy, độ bóng có mica phủ bên trên. Đấy, nên là nhìn nó rất là đẹp luôn, sắc nét luôn. Đấy. Các bác thường biết rồi, chân thân dòng chạm tắt thì nó là phải là thân nhựa thì nó mới an toàn được. Còn nếu mà thân sắt thì chắc chắn là người ta không sản xuất ra dòng chạm tắt. Chạm tắt thì nó yếu tố nó rất là quan trọng. Thứ nhất là các bác chơi cái độ đẹp, độ mới này, các bác nhìn nhé, nó mới gần như là các bác có thể dùng thêm bao nhiêu năm sau nữa thì nó vẫn là ok. Vậy rất là những bác mà thích cái mẫu đẹp. Đấy, quạt mới, logo lồng mạ mới khép. Đấy. Những dòng này là mạ của nó là đẹp từ trong ra ngoài, em sẽ cho các bác xem luôn để các bác thấy được là vì sao là những chiếc này nó lại mới đẹp như vậy. Các bác nha, lồng mạ mới cứng luôn, từ trong ra ngoài luôn, không gần như không có tì vết nào luôn. Đấy, cái như thế là đã là quá là chuẩn rồi. Cánh của nó là hệ cánh xoắn các bác nhé. Đấy, cánh dìu. Đấy, cánh dìu mà là gọi là sâu rút. Đấy, ốc nhôm đời này thì mạ luôn cái lồng cả sau đến trước luôn. Đấy, những bác phải thích lồng mạ sáng đẹp đấy thì là cái dòng này thì nó lại mạ cả sau đến trước. Đấy, cả sau lẫn trước luôn. Những chiếc quạt đẹp như này thực sự luôn là các bác à, và các bác sử dụng nó thì đúng là sướng luôn. Vì là đây là em chỉ bán những chiếc quạt đẹp mà mới như mô tả, nó không sai lệch một ly là luôn các bác nhé. Những bác yêu thích cái đẹp thì cứ nhìn vào là các bác cảm thấy ok là các bác liên hệ với em thôi. Chứ còn quạt thì là em nói luôn là tiền nào thì của đấy. Với cái giá trị thực tế cũng như là những bác nhà có trẻ nhỏ, cháu nhỏ hoặc người lớn tuổi không may mà nó va chạm mà nó làm đổ thì cái này dòng này nó sẽ tự chạm vào là nó tự tắt nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy. Có nghĩa là các bác chỉ cần chạm tay nhẹ vào là nó tự tắt. Đấy, nên là các nhà có cháu nhỏ ấy, là nhất là những bác mà trông trẻ nhỏ đấy, muốn có gió êm, gió mát hoặc ngủ chưa quên. Đấy, các bác không may nhà có các bác ngủ thì các cháu nó còn thức, không may các cháu nó có chạm vào. Đấy. An toàn tuyệt đối luôn, là không bao giờ là sợ là nó va, nó chém hay nó ấy vào tay chân các cháu. Đấy là một cái cũng rất là tuyệt vời. Và cũng là một cái mẫu quạt được rất nhiều người yêu thích vì nó là thương hiệu Lationa các bác nhá. Lationa cảm ứng lồng và sờ tắt đấy, mà hai nữa là rất là mới.
Em khẳng định luôn các bác là bác nào cũng thích, bác nào cũng muốn sở hữu cho mình. Khi các bác đang muốn trông trẻ nhỏ mà muốn sử dụng những chiếc quạt an toàn này, cái điểm mạnh lớn nhất của những chiếc này là thứ nhất là gió nó rất là êm các bác nhá. Đấy, gió của nó không một tiếng động luôn. Đấy. Mà cái dòng cánh diều này thì lại nó lại có ưu điểm là gió đẩy rất xa. Đấy. Khi các bác muốn sử dụng cái số lớn của nó, gió rất mạnh và đẩy rất xa luôn. Khi em để máy gần với chiếc quạt đang chạy đây mà em nói rất nét, cũng như là các bác không nghe tiếng động của gió khi phát ra, thì các bác thừa biết là chiếc quạt này nó cực kỳ là êm luôn. Đấy. Vì là sức ảnh hưởng nó rất lớn. Khi các bác muốn sử dụng nó ở một không gian mà thích gió mạnh thì đây nó là cái mẫu quạt gió cực mạnh luôn. Mặc dù nó là cánh 30 nhưng mà nếu để sức gió nó ra nó tương đương với những chiếc cánh 35. Đấy, tương đương với những chiếc cánh 35 luôn. Vì là cái dòng cánh diều, cánh móc này nó rất là gió rất mạnh luôn. Các bác nhé. Đời nó sẽ có cả đời sâu rút và đời cánh ốc thường. Tức là cũng chạm tắt nhưng mà cánh ốc thường, cánh sâu rút và cánh ốc thường. Đấy, cánh sâu rút sẽ đắt tiền hơn. Đấy, lâu ra là các bác phải hiểu như thế. Đấy nên là khi mà mình chơi quạt ấy, thì các bác cứ nhìn vào cái hình thức của những chiếc quạt nó cứ mới đẹp là các bác chơi thôi, là rất an toàn. Đấy, mã số của nó là 84 và có giá là 5 triệu đồng. Bác nào mà thực sự quan tâm đến những cái mẫu quạt đẹp như này, mới đẹp như này, chi tiết gần như là quá chi tiết luôn. Đấy. Có cả nút nhấn thu dây này. Đấy, chân thân này trắng lõn luôn này, tem mới, tem tiếc là còn mới này. Đấy các bác nhá, tem còn mới này, trắng lõn luôn. Đấy, sau trước luôn. Em nói để cho các bác hình dung là những chiếc quạt như thế này ấy, là rất là hiếm luôn đấy, không phải là dễ đâu. Nếu mà dòng chạm tắt mà mới mà giá bình dân như này ấy, thì gần như của thương hiệu Latina như này là quá là ít gặp rồi. Còn các bác thường gặp là toàn những chiếc còn giá còn cao hơn rất nhiều. Đấy, các bác cảm thấy ok thì các bác liên hệ với em nhé. Chiếc này mã số 84 và có giá là 5 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.